Everybody, welcome to HealthVKT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game một video của con đảo hải tặc nữa. Ngon ngon, Heo cũng cài được chút ít nữa, dài cũng tới 20 rồi. Và gom cho mình ăn được 100 tệ rồi ha. Nhưng mà ở đây gom tiếp nè ha, lại có tệ nữa. Đây wow, để coi cái này nó yêu cầu làm gì nè. Cái nhiệm vụ ở trên này là heo ăn hết rồi và lụm luôn 100 tệ ở đây ha. Ok đấy, 100 tệ nữa. Ở đây thì nó cũng có tệ, nhưng mà cái này là 24, không lẽ 24 24 trang bị đạt cấp 30. À, vậy là 12 trang bị đạt cấp 10. À, ok, nó trang bị kiếm ở đâu ra mà nhiều vậy. Rồi, heo đang ở G13 nha các bạn. Rồi, G13, G14 gì đâu rồi. À, ăn được G11 rồi ha, G12, G13, G14 thì đây, chưa ăn được, còn thiếu chút ít nữa. Rồi, đây, 300 tệ. Làm nhẹ cái là khá khá nè hả. Còn cái nhiệm vụ này heo không biết làm các bạn ơi. Ủa, mặc dù đã dùng Google dịch rồi nhưng mà vẫn không hiểu ý của cái nhiệm vụ này nó kêu là gì đây. Tham gia một trận chiến khốc liệt của hải gì nè, à mẹ nó, như là cái này mà giờ nó có đánh đâu kêu mà tham gia. Nó chạy lên tới 20 ta. Chạy 5 mãi nữa coi lên đủ không. Lúc đầu heo tưởng đâu là nó mà cũng không ăn nổi đâu các bạn ơi. Tại vì heo đang tính là cái video này là ăn cho đủ nó 500 tệ lên luôn GM5. Mà có bộ là chắc là không ăn nổi rồi. Có gì ngon cho mày không? Ok, thôi không ăn cái này đâu. Đây. Rồi, thêm 2 ải nữa. Hy vọng là ra là qua được cái này hả? Có rồi, một ải nữa. À, đây là 11 nè. Hót ra coi. Nè nó vẫn không qua nè. Hát đi chứ không biết
làm cái nhiệm vụ đó sao luôn. Làm nhiệm vụ là ra vé tệ này nha các bạn. Đây, vé 100 tệ đàng hoàng đó. Ủa, cái video đợt trước là Heo có cho các bạn xem rồi đó. Gì đây, nó có tính là hôm nay mình ăn được không? Ồ, ồ, ồ. Được con bo kìa. Ôi không phải. Ngon. Ủa mấy cái này méo ăn được ta. Ok. Lên cái này ta. Ồ ăn được cái này. Rồi mấy cái phụ mề này nó sẽ đổi ra nguyên liệu ở đây. Còn 3.000 nữa là hết event. Này 7 ngày lập. 3 ngày lập. Ok, lập hết đó. Rồi rồi, thấy vậy là ta được một con bo hành cúc rồi các bạn ơi. Một con bo UR nha. À rồi đâu rồi, nhận em bo. Quá. À, cái rương mình có ổ khóa là có nghĩa là các bạn có được con hero rồi nó mới mở khóa. Ê. Đúng không? Đúng rồi, còn cái này là mở ra. Ồ, chỉ chọn được có A xe hả? Thấy đủ. Chỉ gì đây? Ví dụ. Ơ. Xong luôn, mở cho ai lấy chứ mình có lấy được đâu. Ồ, cái này được chọn à. Ok, mình cũng đang thiếu trang bị các bạn ơi. Rất chi là thiếu trang bị luôn. Đang thiếu vàng luôn. Vé tệ cắn luôn. Đó. Rồi, con bo đâu ta? Lại đây. Rồi, ủa mình mới lượm được con bo mà đúng không? A xe được 25 mảnh. Ba, vậy là được 30 mảnh rồi. Ê, không có con bò đây. À, ngon. Trời ơi, đổi răng đi. Ok. Đó, đổi con chopper không ta? Đổi chopper luôn đi. Đi xuống đây. Ok. Nào, sẵn tiện thì nâng chị bo lên luôn. Mà chị bo không có mảnh để mà nâng sao lên nhỉ? Ừ, chưa vô cắn cái... Đâu rồi, GM-top GM-4, GM-4 là cắn được nè. Đó, ok. Lập tiếp, rồi, lập nữa. Nhưng mà GM-5 thì lên không được rồi. Thiếu 40 tệ hả? 40 tệ, giờ có cắn cái này đi nữa. Rồi, thôi để đó đi. Đi quay tiếp nè các bạn ơi. Được thêm một mớ vé nữa nè. Ê, cái chung game này cày cuốc cũng ok phết lắm nha. Phết ok phải lắm. Đó. Ê, lại có hồn của con. Game này là đa số là thấy anh em tòng là chơi con gia súp không rồi các bạn. Ừ, gia súp ra liên tục. Đó, lại gia súp nữa. Có vé quay là chắc ra gia súp công luôn á. Nói chung thì game này theo thấy nuôi càng ít càng khỏe đó chứ. Ủa, sơn tặc mà được 3 ít hả? Đậu thương đó. Và vi diệu. Đây, không tí nha. Ok, đâu rồi. Rồi, giờ thì mình đổi, mình có con... đây, bằng kỳ nè. Trời ơi. Rồi, bây giờ mình lại có con tướng khác rồi. Mình sẽ đổi. Ok. Nè, bấm vào đây là đổi nè nha các bạn. Con lạnh liền. Để tôi kiếm tới ấy, tôi chụp lên tấm hình coi. Đâu rồi. Đâu phải đơn giản mà chúng ta... À, nhớ rồi, cái quà này là quà nạp đầu. Hồi nãy nạp đầu để mà mở cái... Nè,
nạp đầu mở cái đống này nè. Ok. Có một số hình viên rồi. Ok đấy. Và mấy ông không biết mấy ông nội này có ông nào ông chịu cống hiến gia tộc không, hay là vẫn khư khư ôm điểm không cống hiến nữa chứ. Không thấy có cái gui nữa các bạn. Chỉ có mình heo mở cái gui à. Đậu tương. Ủa nà ní. Rồi xong luôn, lắc luôn. Đậu tương đó. Có ai thấy con bò của tôi nằm đâu không? Giờ đi không được luôn nè. What the hell. Đây là sao đó? Làm sao ăn được đó? Rồi, ok, đi vô test như bo coi. Rồi. Bo như để dưới này rồi, đó. Bo ở đây, chỉ để đem như bo lên là được rồi. Đó, game này được cái là chúng ta có thể xây xây được ha. Một triệu ba kim cương, để coi tí ra mua được gì các bạn. Cắt nhẹ nhẹ nữa ha, ít nữa. Ôi con Luffy, à hèn chi. Con Luffy nó nhanh chết quá. Ơ. Rồi con da súp thử đẹp hết giờ. Ta còn chưa nâng con da súp lên nữa ta. Ủa, da súp bắn cũng được có 3 con rồi các bạn ơi. Ôi Luffy thì đam khá yếu hả. Cái này tụi nó phải nhờ trang bị, chứ không có trang bị thì chắc là nó cũng xanh cỏ sớm. Đây chị bo đây. Ui quá đá à. Thấy ông tớp cũng đánh con boss đó. Ông cũng xài con bo này nè. Gia súp vẫn là sự lựa chọn đúng đắn nhất các bạn ơi. Đi đâu thì đi, gia súp vẫn là con đam chính ha. Rồi để vô mà lúc mở báo vật á, nó méo có được thuận lợi lắm. Nhưng mà được đủ 4 món là ngon rồi. Giờ chuyển qua là nâng cái này hả? Cũng được đấy. Da súp dễ nâng lắm các bạn ơi. Chị bo. Giờ chị bo lên. Đây, heo chỉ nuôi có mấy con này thôi. Được 30 hả? Có quét mấy cái... Cái lấy mấy cây vũ khí này mặc đỡ luôn nha các bạn ơi. Giờ đồ đâu mà. Ok, hồi nãy chưa có... Tiền tay thì nâng nó lên luôn. Hết thì mình vô túi mình mua thôi các bạn. Đây có bảo vật hả? Ok, đổi cho chị Bo bảo vật mới liền. Trời ơi à. Rồi anh Luffy cho anh một cây súng. Ok. Quăng cây hả? 4 món. Tính ra hồi nãy nó kêu mình lấy mấy món ta? Như là 24 mà bao nhiêu quên mẹ nó rồi. Rồi ra nhận thêm một vé tệ nữa rồi. Ủa không nhỉ? 16 20 là phải thêm 2 con nữa. 24 món. 24 hiện tại là đang bao nhiêu ta? Hiện tại là đang 16, 24. Nhưng mà 24 món 30 lần các bạn. Ôi giờ mới có ấy à. 8 món nữa thì cũng được. Thôi gán làm hôm nay lên được GM5 luôn ha. GM5 thì sẽ kiếm về cho chúng ta được cũng GM5.
rương UR các bạn, cho là 150.000 kim cương. Có cái này thì dễ xài hơn rồi. Ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì ngày đầu tiên thì cũng gán, các bạn gán chạy hết những cái ải rồi hả? Nói chung vì heo cũng chơi cho vui thôi à. Nên là cũng không có ý định là làm series 7 ngày. Nhưng mà nếu các bạn ủng hộ thì vẫn làm bình thường thôi. Con này không có nâng luôn á. Chắc dẹp cái này ra quá. Tại nó đánh cũng khá là yếu. Để cho mấy con kia nó chạy tuôn được. Nè ha, có nhân 8 nhưng mà méo ăn được. Bấm nhân 8 cái là nó đứng rồi các bạn. Không biết là bị gì. Ông đâu biết, nghĩ tôi với hả? Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Rảnh để cài cho nó lên level tiếp đây. Nè, ôi ôi, mấy bé láo với anh à. Ê, chị Bo. Bo Melo, Melo, Melo hả? Ok. Rồi, ủa okay. Để lập luôn chứ mùi quá trời mấy ông mở ra được UR luôn kìa. Ok, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Nếu mà có cái gì hay ho, nếu mà biết được cái gì thì có thể hướng dẫn các bạn tiếp ha. Đấy, gán chạy cái nhiệm vụ tân thủ đâu nè. Ok hả, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn.